Em đại diện cho nhóm để trao số tiền 2 triệu đồng cho bà Hồ Thị Bun ở bản Cà Ai, xã Chân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Thì trao với em là có bác sĩ khám tại trạm y tế xã Chân Hóa. Đây là số tiền 2 triệu đồng. 200 này. Định cho về khám em. 200, 400, 600, 800, 800, 1 triệu, 1 triệu 2, 1 triệu 4, 1 triệu 6, 1 triệu 8, 2 triệu, 1 triệu 9 và 2 triệu. Rồi, số tiền đây là nhận 2 triệu. À, ba đã nhận đủ số tiền 2 triệu đồng chưa? Rồi, ba. Nhận đủ rồi. Không nói được. Đấy rồi, được rồi. Được rồi. Ba là đau cho nên không nói được. Ba bị cao huyết áp, đang theo dõi tai biến nên ba phải chuyển về bệnh viện huyện để cơ hội để theo dõi điều trị.